Hello chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của Khải nha. Thì ngày hôm nay Khải tiếp tục hành trình để kiếm tiền trên con tài xỉu anh em ơi. Nói chung là đi luôn vào thực chiến em nhá. Nay chung là số vốn của Khải là con 60M và bù liếm với con tài xỉu. Ok đây, thế này 4 6 10 này, 10 6 4 chẵn này, chẵn về gì đây? Chẵn về xỉu nghe này, một thuận tiếng này. Ok này, chung là vẫn phong cách cũ thôi nhá, tranh thủ anh em ơi, tranh thủ check vài tay này. Ok lẻ này, lẻ về xỉu anh em này. Cô lẻ về xỉu một nghịch nhá. 9 cộng 4 13, 13 trừ 12 còn 2 này. Lẻ này, lẻ về xỉu tiếp này, à chẵn này. Nhầm anh em ạ. Anh em chờ chút nhá. Nói chung là anh em check cầu mà check nhầm một cái là làm anh em mình dở hơi luôn đấy. 9 cộng 4 13 lẻ này. Lẻ về xỉu một nghịch này, 15 này, 10 cộng 5 15, 15 lẻ về xỉu tiếp này, 2 nghịch em này. 4 cộng 6 10, 10 trừ 6 4 chẵn này. Chẵn về xỉu một thuận này. Ok này, thế này anh em bắt cầu 22 nhá. Bắt cầu 22, 6 cộng 7 13 này. 6 cộng 7 13, 13 trừ 12 một lẻ này, lẻ cầu thuận chốt tài anh em nhá. Thế chốt tài. Thế này chốt tài cửa xã anh em luôn này. Lại 999k luôn này. Đã kịp chốt tài anh em. Địt mẹ mày, từ 62 ra 1 ra 2 nữa thì đúng là ạ luôn đấy. Đúng cầu 22 luôn em này, 2 nghịch 2 thuận em này. 2 nghịch 2 thuận em nhá. Ok này, thế này thì bắt một tiếng cầu công nghịch em nhá. Ok, tiếng công nghịch này. Bắt chặn cầu 2 nghịch tiếp em nhá. 2 nghịch này, 13 cộng 8 21 này. 21 trừ đi 12 còn 9 nhá, 9 lẻ em lẻ. Cầu chút xỉu em nhá. Đó, tiếng này nói chung là anh em để ý là những tiếng này nha, anh em thì anh em bình tĩnh, anh em có thể anh em vào tiền nhỏ hoặc là anh em có thể anh em bỏ nhá. Tiếng này Khải khuyến khích anh em vào vì anh em phải hiểu là khi mà cái cầu nó chấm dứt đấy, dụ là cầu 2 cầu 22 nhá, 2 nghịch 2 thuận hoặc 2 thuận 2 nghịch nó chấm dứt đấy thì tay sau có thể là nó sẽ ra một cầu mới. Ngược lại Khải chơi cũng rất nhiều dạng cầu nó về lại cầu lặp lại, có nhiều cầu lặp cầu bền đấy. Dụ là chạy 2 thuận nhá, 2 nghịch nhá, đi sau có thể ra cầu nghịch nữa, nghịch tầm 7-8 tay cơ. Thế này tiếng này anh em thể là anh em không đi học theo Khải đánh tiếng này. Khải cái này Khải vẫn tự tin Khải bắt một tiếng cầu 2 nghịch em nhá. Tự tin anh em. Địt mẹ mà tự tin anh em nhá. Ok chưa? Một nghịch em này. Tiếng này chút cầu nghịch tiếp anh em nhá. Ok, cầu nghịch anh em biết rồi đúng không? Đấy, chẵn tài lẻ xỉu. Chốt luôn anh em này. Cầu nghịch em này 10 cộng 9 này, tiếng lẻ này. Lẻ về xỉu nghịch tiếp này. Ok, thế này bắt công nghịch này, 10 cộng 9 19, 19 trừ 12 7, 7 lẻ chút xỉu em nhá. Nó tính chút 13M luôn này. Đó được. Không lấy em ơi, tính anh ơi. Vừa vàng vừa hơi anh em nhá. Những tay anh em mình đánh ấy, anh em luôn nhớ trong đầu là không có gì nó tuyệt đối nhá. Để lại 5M em nhá, để đúng 5M lại, để lại nhá. Thế này đánh 8M lẻ anh em ạ. Nên anh em chơi, anh em có kinh nghiệm rồi ấy, thực ra anh em đánh từng tiếng mà anh em thấy anh em tin tay, anh em chốt, anh em quyết đoán. Còn những anh em mà thấy anh em mới chơi ấy, anh em mà chưa có va vấp thì có thể xỉu nhiều ấy, thì anh em tin tay nào anh em không tin anh em bỏ nhá. Nói chung là anh em không cần gì phải vội anh em ạ, bình tĩnh thôi. Địt mẹ mà chân này ok chưa, 2 nghịch em này. Ok nhá, tiếng này nghỉ anh em nhá. Đó, tiếng này nghỉ anh em này. Không tham anh em nhá. Đó, mình chờ cầu một tầm 1 đến 2 tay anh em nhé. Ok này, check anh em ý này. Lẻ này, lẻ về xỉu một nghịch này. Đấy, chẵn về xỉu này, ok này, lẻ này. Lẻ về tay một thuận này. Ok lẻ này, nghịch này. Đấy chưa? Cầu chạy hết 2 nghịch của anh em nhé. 2 nghịch của này, 1 nghịch này. Ok lẻ này, lẻ về xỉu một nghịch này. Lẻ về xỉu 2 nghịch nhá. Nên tiếng này phải bỏ em nhé. Đấy, thì anh em nhớ là những tay nào anh em bỏ anh em vẫn tính nhá. Nói chung là Khải chơi thì vẫn là chơi cái công thức là điểm phiên thôi anh em. Tổng điểm 3 hột là 9, anh em cộng với số cuối phiên này. Thì số cuối phiên này mỗi tay nó sẽ cộng dần lên nhá. Dù số tay là số 0 này, tay sau số 1 này, anh em cộng vào. Đó, nếu mà kết quả mà lớn nhỏ hơn 12 anh em trừ 6, còn lớn hơn 12 anh em trừ 12. Ra kết quả thì anh em là tính chẵn về xỉu lẻ về tay là cố thuận. Đó, cũng nghịch thì anh em đánh ngược lại thôi. Ok, thế này lẻ này. Lẻ về tay anh em này. Đấy chưa? Lẻ về tay anh em nhá, là cầu thuận này. Đó, tiếng này anh em có thể đánh một nhẹ một tiếng cầu thuận tiếp cho Khải nhá. Tiếng cầu thuận anh em nhá. Ok anh em chờ chốt này. Cầu thuận này, 13 cộng 1 14 này.
14 trừ đi 12 còn 2 chẵn nha, chẵn chút xíu em này. Đấy, thế này anh em nhẹ nhàng thôi, không gì vội vàng em nha. Đấy, khi mình đã có lãi rồi ấy, có thể anh em nghỉ. Hoặc anh em cảm thấy anh em thích tầm đánh tầm vài tay nữa thì anh em sẽ đánh nhẹ nhàng thôi, không cần phải vội vàng. Đa số anh em dính là cái trường hợp là khi anh em được ấy, anh em nghĩ là anh em lại kiếm nhiều hơn. Đấy, trường hợp anh em thua vào tầm 2 3 tay, anh em mất tầm khoảng 1 2 chục M ấy. Đối số anh em to ấy. Số anh em nhỏ là một tầm 500 một M, anh em lại một đánh tính theo sau to lên cấp thép đi. Thật sự là cá nhân Khải không bao giờ khuyến khích anh em chơi cấp thép nhá. Có thể sự đứng chơi cấp thép là gì? Cảm thấy đen anh em nghỉ. Đấy, thì cả mất thì có thể là thời gian sau anh em vào chơi thì anh em gặp cầu đẹp anh em sang lại anh em lại ngay. Thì anh em chơi một cuốn cầu là giờ hơi luôn đấy anh em ạ. Địt mẹ mà chơi cuốn cầu là giờ hơi luôn cho anh em, ok chưa? Chắn về xỉu anh em nhá, cầu thuận này, chạy đúng cầu 22 luôn anh em này, 2 thuận luôn nhá. Bú này anh em này, cầu này bú quá đẹp luôn anh em này, ok này. Đấy, nói chung là tầm này anh nghỉ được rồi anh em ơi. Đấy, 60M anh em ạ. Đấy, 60M, đấy, cả gốc cả lãi 28-6M, số lãi 26M anh em nhá. Nói chung là nghỉ thôi anh em. Đấy, không tội gì phải tham lam anh em ạ. Đấy, nói chung thời gian anh em chơi rất là nhiều. Nói chung là video này Khải vừa chơi cũng như là chia sẻ lại cho anh em cái công thức chơi, cách bắt cầu chạm nhá, các dạng cầu mà Khải chơi, Khải gặp, chia sẻ đến anh em. Anh em mà xem video này, anh em gặp cái trường dạng cầu đó thì anh em có kinh nghiệm cũng như là có một bài toán anh em giải được. Chúc anh em xem video này luôn luôn là người giành chiến thắng cũng như là số lãi thành công tài xỉu. Ok, thì video của Khải cũng tương đối là dài rồi, cũng xin phép dừng tại đây thôi. Hẹn anh em ở video gần nhất nhá. Chào anh em.